Chào anh chị em, chúc anh chị em một tuần lễ mới vui tươi và bình an, sống trong mùa xuân mới của giáo hội Mùa Vọng. Mà hôm nay lại là ngày cuối cùng của tháng 11, ngày 30 tháng 11 năm 2020. Chúng ta tạ ơn Chúa ban cho anh em mình một tháng, gọi là tháng các linh hồn. Anh chị em mình đã viếng nhà thờ, đã lãnh ơn toàn xá, cầu nguyện cho các linh hồn. Mà không phải chỉ dừng lại trong tháng 11, nhưng mỗi ngày chúng ta dâng thánh lễ, tham dự thánh lễ, rồi lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lòng thương xót, cầu thánh thể. Nếu mỗi ngày mình họp nhau lại để cầu nguyện với chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót, hoặc là chầu thánh thể, hay là suy niệm lời Chúa 30 phút, thì chúng ta được lãnh ơn toàn xá, hoặc là ơn đại xá, tức là tha tất cả những hình phạt đáng chịu vì tội, mà ta có thể chuyển ơn toàn xá đó cho các linh hồn, để những người thân yêu của chúng ta, những linh hồn, được Chúa tha những hình phạt, họ mau hưởng hạnh phúc trên thiên đàng và cầu nguyện lại cho chúng ta. Mỗi ngày thứ hai là chúng ta nhớ đến các linh hồn. Mà trong suốt những năm làm lòng Chúa thương xót, không ngày nào sau mỗi chúc kinh hay là sau thánh lễ, chúng tôi không đọc kinh Chúng Con Cậy Vì Danh Chúa Nhân Từ để cầu nguyện cho các linh hồn. Cho nên đạo Công giáo là đạo mà hiếu đễ nhất cho người sống, ngay cả khi đã qua đời. Cho nên có ai mà bảo rằng là đạo Công giáo, theo đạo Công giáo thì không nhớ đến ông bà tổ tiên hay là không nhớ đến những người chết là sai hoàn toàn. Hay là bảo đạo Công giáo không có nói đến chuyện hiếu đễ là càng không đúng. Giới răn thứ tư là hiếu, thảo kính cha mẹ. Điều răn của Đức Chúa Trời dạy nhé. Và sau khi người chết đã qua đời thì lễ dỗ, cầu nguyện đủ hết, còn làm tốt hơn bất cứ một tôn giáo nào khác. Cho nên là thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa vì cho mình được sinh ra trong gia đình có cha, có mẹ, có ông bà tổ tiên, cho nên chẳng có linh hồn nào gọi là mồ côi hết, đều được nhớ đến cầu nguyện cho. Tính điều các thánh cùng thông công là như vậy. Bây giờ mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Các ngày trong tuần của Mùa Vọng thì không có năm chẵn hay năm lẻ Mùa Vọng, thì chỉ có bài đọc 1 và bài tin mừng. Ngày Chủ Nhật thì đọc 5B, còn ngày thường của các ngày trong suốt Mùa Vọng, bài đọc 1 và bài đọc 2, không có năm chẵn năm lẻ. Bây giờ mời anh chị em nghe bài đọc 1 trong sách Ngôn Sứ Isaiah, chương 2 từ câu 1 đến câu 5. Isaiah chương 2 câu 1 đến câu 5. Bài trích sách Ngôn Sứ Isaiah. Đây là điều mà ông Isaiah, con ông Amốc, đã được thấy về Juda và Jerusalem. Trong tương lai, núi nhà Đức Chúa đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi, dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi, rằng đến đây ta cùng lên núi Đức Chúa, lên nhà Thiên Chúa của Gia-cóp, để người dạy ta biết lối của người và để ta bước theo đường người chỉ vẽ. Vì từ Sion thánh luật ban xuống, từ Jerusalem lời Đức Chúa phán truyền, người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia và phân xử cho muôn dân tộc. Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn gió mát nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Hãy đến đây, nhà Gia-cóp hỡi, ta cùng đi nhờ ánh sáng Đức Chúa soi đường. Đó là lời Chúa. Mấy anh chị em lặp lại câu đáp. Ta vui mừng chạy lên đền thánh Chúa. Vui dường nào khi thiên hạ bao tôi, ta cùng chạy lên đền thánh Chúa. Và giờ đây Jerusalem hỡi, cửa nội thành ta đã dừng chân. Jerusalem khác nào đô thị, được xây nên một khối vẹn toàn. Từng chi tộc của Chúa chạy hội lên đền ở nơi đây.
Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu, tôi nói rằng chúc thành đô an lạc. Nghĩ tới đền Thanh Chúa, Thiên Chúa chúng ta thờ, tôi ước mong thành được hạnh phúc hỡi thành đô. Ta vui mừng chạy lên đền Thanh Chúa. Hallelujah, hallelujah. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin ngự đến mà giải thoát chúng con. Xin tòa anh tôn nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew chương 8 câu 5 đến câu 11. Matthew 8 5 đến 11. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi Đức Giêsu vào thành Capernaum, có một viên đại đội trưởng đến gặp người và nài xin: Thưa ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà đau đớn lắm. Người nói, chính tôi sẽ đến chữa nó. Viên đại đội trưởng đáp, thưa ngài, tôi chẳng đáng ngài vào nhà tôi, nhưng xin ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này, đi là nó đi, bảo người kia, đến là nó đến. Và bảo người nô lệ của tôi, làm cái này là nó làm. Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo người rằng, tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay, từ phương Đông, phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống những ngày vui tươi, hân hoan, đợi chờ. Cái gì đợi chờ nó cũng có cái háo hức của nó. Gọi là mong như mong mẹ về chợ. Ngày xưa còn bé, mong mẹ về chợ để có đồng quà, đồng bánh. Không như bây giờ, bánh kẹo lúc nào nó có sẵn trên kệ, trên bàn. Ngày xưa, mẹ đi về mà có được đồng bánh tráng, đồng bánh đa đó. Có được cái bánh đa, bánh tráng. Thích lắm, thưa anh chị em. Bốn chị em một cái bánh tráng bẻ ra làm tư. Bẻ ra thì phải lấy giấy báo hay là đỡ những cái mảnh vụn nó rớt xuống. Mà nếu mà nó có rớt xuống phải lấy tay chấm xong rồi mút luôn. Thưa anh chị em. Những cái háo hức, cái đợi chờ, mong mẹ về chợ nó thích lắm. Hoặc là những ngày Tết, mong được những ngày Tết để làm cái gì? Thứ nhất là có được bộ quần áo mới, năm mới có được một lần. Mua thôi, có tiền đâu mà may. Rồi được đôi dép mới, rồi mong Tết để có đồng tiền lì xì. Thích vô cùng, được ăn bánh mứt. Rồi mong đợi chờ, có anh bạn mới bên Mỹ về. Nói về lâu chưa? Dạ thưa cha con về cách đây 2 tuần. Mà sao bây giờ mới đến gặp? Thưa cha con cách ly 14 ngày. Và 14 ngày cách ly anh làm gì? Xu nằm nhà nó mong lắm cha. Cứ nhìn đồng hồ từng ngày từng giờ, hết ngày này qua ngày khác, nó cách ly của mình. Mở hết đài này nghe đến cái kia nghe. Mà may mà có mấy trang web, mấy có Facebook, có YouTube, lòng thương xót Chúa của cha nghe giảng, nghe kể chuyện nó cũng vui, nó cũng đỡ đi. Mong từng ngày từng giờ để mà được về, giống như là người đi tù mà mong xé từng tờ lịch ấy, thưa anh chị em. Hôm chúng tôi đi tĩnh tâm thì Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám Mục chia sẻ là những người giáo dân họ mong được đi tham dự thánh lễ. Những người giáo dân họ mong được rước mình Thánh Chúa. Mà đôi khi anh em linh mục mình làm lễ quen quá rồi. Rước lễ mỗi ngày. Dù cách ly, dù có cỡ nào đi chăng nữa thì linh mục không bao giờ mất lễ. Vì còn Đức Giám Mục còn nhắc nhở là linh mục dù cách ly vẫn cứ phải làm lễ mỗi ngày cơ mà. Làm lễ riêng cũng phải làm lễ. Thế thì nhiều khi nó quen quá hóa nhảm. Nhiều khi anh em cử hành thánh lễ trở thành một cái máy móc, trở thành một cái bổn phận mà không còn thấy là khao khát, mong ước. Mà thấy người giáo dân họ mong chờ được đi tham dự thánh lễ.
Những người yếu dân, họ mong chờ họ được rước mình thánh Chúa. Hay là tôi gặp những người bị rối đạo. Họ đâu có muốn, hoàn cảnh mà đang ăn ở với nhau rồi thì một trong hai người có thể là tự đi ngoại tình hay là ly dị rồi hay là phá bĩnh ra rồi hoặc là khám phá ra họ nó không có thuộc giới tính nào cả vân vân và vân vân. Thì làm sao họ giữ được? Có khi con người yếu đuối thì phải đi một bước thứ hai. Một bước thứ hai thì chưa có gỡ hôn nhân trước ra thì bước thứ hai họ bị rối. Họ nói mỗi lần con thấy người ta lên rước lễ con khao khát lắm. Con buồn, con khóc hoài. Bao giờ con mới được Đức Chúa vì con đang bị rối đạo là như vậy. Thế thì đôi khi anh em linh mục chúng tôi, mình cử hành lễ một cái máy móc, một cái công thức hay là theo thói quen hay là bổn phận. Mà không còn cái khao khát mong ước được nữa. Điều mà cái người đại đội trưởng hôm nay họ làm. Làm Đức Giêsu phải ngạc nhiên. Và nói với kẻ theo người rằng là tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Israel nào mà có lòng tin như vậy. Người ngoại đạo, mà họ khao khát Chúa. Họ tin vào lòng thương xót của Chúa, tin vào quyền năng của Chúa đến mức độ mà thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng chỉ xin Ngài phán một lời thôi thì đầy tớ tôi được khỏi. Có lòng tin nào nó mạnh như vậy không? Lòng tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa đấy. Đấy thưa anh chị em, quyền năng lòng thương xót Chúa được thể hiện khi con người ta tín thác vào Chúa. Chúa nói với Faustina rằng ta trao cho con người một cái bình để đón nhận ân sủng của ta. Đó là cái bình tín thác. Mà cái bình đó con càng mở ra bao nhiêu, càng tín thác bao nhiêu thì ân sủng của ta càng ban xuống cho con nhiều bấy nhiêu. Mà lòng tín thác của con mà nó như cái bình nó co, nó bóp hay nó đậy nắp lại thì không có được cái gì cả. Mà đôi khi những người công giáo mình, đôi khi anh em linh mục chúng tôi, chúng ta lòng tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Hoặc là hời hợt, hoặc là ít quá, hoặc là không có, hoặc là có người chưa nghe nói gì về lòng Chúa thương xót. Tôi dâng thánh lễ cho một nhóm. Nói trước thánh lễ thì anh em mình lần chuỗi lòng Chúa thương xót. Có những người chưa biết lần chuỗi bao giờ, chưa nghe về lòng Chúa thương xót bao giờ. Cho nên, thưa anh chị em, điều mà Chúa Giêsu ngạc nhiên vì thấy người ngoại đạo mà tin như vậy. Và mỗi ngày tôi thấy những anh chị em mà tìm đến với tôi xin cầu nguyện hay là xin tạ ơn, hơn một nửa là những người ngoại đạo. Có em hôm đó làm lễ xong, tôi mới nói về ai cần máy thì tôi tặng cho mỗi người cái máy. Máy các bài giảng lòng Chúa thương xót của năm 2020 để chuẩn bị kết thúc và đến mùa Giáng sinh. Năm nay chúng tôi sẽ phát hành máy mới. Máy mới này sẽ bao gồm 3 mục là lời Chúa hàng ngày, rồi chuyện đạo, chuyện đời và sống đúng, sống đẹp. Nó phong phú hơn và nó mới hơn. Cả hình thức lẫn nội dung chúng tôi đang biên tập, chuẩn bị phát hành cho anh chị em. Thì cái máy mà trong năm 2020 này, 300 bài giảng đối với nhiều người còn rất mới vì họ không có điều kiện đến để mà đón nhận. Thì nó mới nói cha con xin cái máy, bà được sẵn sàng, bảo con đưa về cho ai, bảo con đưa về cho bà ngoại con. Bà ngoại con ở dưới Trà Vinh, bà ngoại con 86 tuổi, bà ngoại con mới theo đạo. Ủa, bố sao con là có đạo mà con theo đạo, nhưng bà ngoại con thì mới được rửa tội. Bố sao 86 tuổi mới theo đạo là sao? Bảo ba con thì có đạo, mà bà ngoại con, và tại vì ba con lấy mẹ con là mẹ con đạo theo, nên bà ngoại con không có đạo. Thế thì ba con hồi đó ở giáo đường Tin Mừng, ba con hay đi mãi Trà Vinh mà tuần nào cũng đi. Thế bà con đưa cái máy về nghe, nghe cái rồi cho bà con nghe. Bà con nghe, bà con không có đạo, mà bây giờ bà con lần chuỗi lòng thương xót Chúa thuộc hơn cả con. Bà già 86 tuổi, không biết chữ nhé. Toàn nghe máy rồi đọc theo. Rồi bà nghe riết cái máy hay cái mẹ con cứ dành nhau nghe, giờ máy nó cũ quá chà, cho con cái máy mới. Em bảo được, cho tặng cho con cái, cho đưa về cho bà. Tôi nói và thôi tặng thêm cho cái nữa về cho bà con để khỏi dành nhau. Nhưng hai mẹ con dành nhau nó lại hư nữa. Nhưng mà hội tốt quá. Cái tí nó bảo chắc cho con xin cái nữa được không? Bảo làm gì vậy? Con cái bà có đạo mà bà bỏ đạo 40 năm rồi.
Bà bảo, con nói bà đi xin tội, bà bảo là tao tội lỗi này rồi Chúa tha được. Hết thuốc rồi. Thế nó đó là cái cám dỗ của ma quỷ đấy. Con về con đưa cho bà cái máy này, cho bà nghe. Để bà thấy, cảm nhận được lòng thương xót Chúa. Rồi khi nào con nói bà đến đây, cha giúp cho bà ấy, xin cậu. Nó tốt quá. Bé cầm bà cái máy về vui vẻ. Thì tôi thấy rằng là một cái người ngoại đạo mà họ nghe, rồi họ lần chuỗi, số sáng còn thuộc hơn người có đạo nữa. Cho nên nếu mà bây giờ Chúa Giêsu đến đây, ở đây chắc Chúa phải ngạc nhiên vô cùng. Vì nếu mà giáo điểm tin mừng hồi đó còn hoạt động, là chiều Chủ nhật 7 giờ tối là số người đi lễ trong nhà thờ toàn là người ngoại đạo. Chỉ trừ họ không được lễ thôi. Còn đọc kinh rồi lần chuỗi rồi chầu thánh thể hát ngon ngọt trôi chảy sốt sắng, nhìn không biết. Thì lúc hỏi ai là người không có đạo thì tất cả nhà thờ 99% như thế là người không có đạo. Có mình tôi là có đạo. Thưa anh chị em, còn những anh em ở ngoài nhà thờ hơn chục ngàn người là có đạo đứng ở bên ngoài. Cái thì mình mới thấy Chúa sẽ ngạc nhiên vô cùng. Thấy được mấy người không có đạo mà cái lòng tin của họ như vậy. Họ sốt sáng như vậy. Họ cầu nguyện một cách sốt sáng như vậy. Thế thì hỏi rằng là những người có đạo, những người đi theo lòng Chúa thương xót, liệu mình có dám tín thác vào Chúa mạnh như người đại đội trưởng này không? Con không đáng ngài ngự vào nhà con. Một thái độ cầu nguyện mà khiêm tốn như vậy. Không ai là người xứng đáng trước mặt Chúa cả. Không ai là người xứng đáng. Không phải là con không dám, nhưng mà con không đáng. Cho nên câu này là câu mà trước khi rước lễ đó, khi mà linh mục dâng mình thánh Chúa lên nói, đây thiên chiên Thiên Chúa để đấng xóa tội trần gian, phúc cho những ai được mời gọi đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Thì mình đáp, lạy Chúa, con chẳng đáng, chứ không phải là con không dám. Chẳng đáng, con không xứng đáng Chúa ngự vào nhà con. Nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Lặp lại cái lời mà cái ông đại đội trưởng này, một người ngoại đạo này, nói rằng con không xứng đáng. Mặc dù ông ấy, nếu mà so với đẳng cấp thì phải hơn Chúa chứ. Chúa chỉ là một người vô danh tiểu tốt thôi. Về mặt xã hội, về mặt tôn giáo, Chúa chả là gì cả. Trong cơ cấu tổ chức, trong thân phận con người, Chúa chỉ là một người thanh niên bình thường. Trong khi ông này là đại đội trưởng cơ mà. Tôi có lính với quyền bảo nó đi là nó đi, bảo nó đứng là đứng, bảo nó làm là nó làm. Ý thế mà không hoanh hoang, không có tỏ ra mình là thế này, là thế nọ, là thế kia. Có những người đi cầu nguyện mà lại luôn luôn là mình phải là người được ưu tiên, mình là phải là người được ngồi ghế trên. Vì mình là ân nhân, vì là mình đại hiệp sĩ hay là vì mình đại gì đó không biết. Rồi cái gì cũng phải dành ưu tiên cho mình vì là mình là nhà tài trợ, vì là mình là đại gia, là thế này thế khác. Có gì mà hãnh diện về cái đó thưa anh chị em. Mình có đóng góp cho giáo hội, đóng góp cho giáo xứ, đóng góp cho cộng đoàn thì cũng chỉ là cái việc mình phải làm mà thôi. Vì đó là của Chúa, ta trả lại cho Chúa, của Sê-gia thì trả lại cho Sê-gia, của Chúa trả lại cho Chúa. Có gì của mình đâu mà mình hãnh diện, có gì của mình đâu mà mình kể công kể lanh. Con không xứng đáng, không xứng đáng. Không có ý mình là có chức, có quyền, có con ông cháu cha hay là có tiền để mình có thể vinh vang trước cộng đoàn hay là vinh vang trước mặt Chúa được. Mà đòi hỏi phải được ưu tiên, ưu ái, ưu đãi gì cả. Không, không xứng đáng. Ngay cả Đức Giáo Hoàng cũng nói tôi là tội nhân. Anh chị em cầu nguyện cho tôi và tất cả chúng ta đều là tội nhân, đều cần đến lòng thương xót của Chúa. Hallelujah! Như vậy mình thấy vui lắm thưa anh chị em. Cảm thấy là không có ai mà cảm tự tôn là mình là con thế này thế khác. Cũng không ai mang cảm tự ti là mình không xứng hèn mọn vân vân và vân vân. Tất cả chúng ta đều là những người không xứng đáng. Đều là tội nhân. Nhưng tất cả chúng ta đều được Chúa thương xót. Đều được Chúa yêu thương như nhau. Điều quan trọng là chính mình, chính mỗi người có nhận, nhìn nhận, đón nhận, thừa nhận là mình được Chúa yêu hay không? Để cho Chúa yêu hay không? Muốn được Chúa yêu hay không? Mỗi người, không ai có thể ép ai được. Mà Chúa cũng không ép mình được.
Chúa để chúng mình tự nguyện, tự ý, tự tình. Tình cho không biếu không, ân tình ai cũng cho được nhiều. Tình cho không biếu không, chưa nên mua bán tình yêu. Hoàn toàn cho không biếu không. Cho nên người đại đội trưởng này mở lòng ra và đón nhận. Và Chúa nói tôi chưa từng thấy người Israel, tức là người có đạo nào mà lại có lòng tin vững mạnh như là người ngoại đạo này. Và Chúa nói câu này có lẽ làm nhiều người ngạc nhiên và sững sờ. Có khi là bất mãn nữa là khác, không đồng ý nữa là khác. Tôi bảo thật các ông, tôi nói cho các ông hay, từ phương Đông, phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời. Từ phương Đông, phương Tây, có nghĩa là lòng thương xót Chúa mở rộng vũ đến tận cùng trái đất cho tất cả mọi người phương Đông, phương Tây. Và những người đó đến dự tiệc nước trời mà có khi con cái trong nhà, những người có đạo lại bị loại ra. Không phải là Chúa loại, nhưng mà tự mình loại ra khi mình không tín thác vào Chúa. Khi mình không tín thác vào Chúa. Và nếu mình tín thác vào Chúa, nếu mình tin tưởng vào Chúa thì con người mình thay đổi. Cộng đoàn thay đổi, xã hội thay đổi và thế giới sẽ thay đổi. Thay đổi là như thế nào? Là chúng ta đón nhận Chúa là Chúa là chủ cuộc đời của mình, đất nước của mình, xã hội của mình, thế giới của mình, mà để cho bài đọc một ngu sứ gia nói là người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia và phân xử cho muôn dân tộc. Bây giờ người ta đang tranh cãi vì không biết là cuối cùng ngã ngũ đến đâu giữa Tổng thống Mỹ, ai làm trọng tài để phân xử coi cái bầu cử nó có gian lận hay không, nó có công bằng hay không. Cứ bên nói qua, bên nói lại đủ thuyết. Ai là người đứng để phân xử cái đó? Thưa anh chị em, để cho Chúa đứng làm trọng tài. Đá bóng nhiều khi trọng tài cũng có những sai sót. Maradona mới chết tuổi 60. Và người ta nhắc đến Maradona thì không thể quên được là bàn tay mà ông gọi là bàn tay của Chúa. Thay vì đá bóng bằng chân thì ông ấy đá bóng bằng tay. Và cái lưới đã rung lên vì không phải là chân đá nhưng mà là tay đá buộc. Rồi cái ông trọng tài, ông nói rằng là tôi nhìn thấy dường như là như vậy nhưng mà tôi không chắc chắn. Tôi mới hỏi cái ông trọng tài biên thì ông trọng tài biên gật đầu là ok, tức là nhìn nhận cái bàn thắng đó đi. Thì tôi mới nhìn nhận bàn thắng. Và đó gây ra cuộc tranh cãi là trọng tài phân xử có công minh hay không. Và rất là nhiều lần, nhất là trong bóng đá, trọng tài có khi bị đánh. Mà có ông trọng tài bị bắn chết nữa. Vì một cái quyết định của mình có thể đem lại bàn thắng cho người này và trận thua cho kẻ khác. Mà nhất là những người cá độ bóng đá mà nó bị như vậy thì nó điên lên. Thế thì thưa anh chị em, không có ai gọi là công minh được hoàn toàn 100%. Cho nên người ta mới phải nhờ đến hệ thống điện tử, cái máy. Bây giờ là phải coi lại coi cái gì đó, VAS cái gì đó để mà coi lại coi. Vì không tin vào cái mắt của con người, phán đoán của con người, trí khôn của con người. Mình dễ bị thiên vị lắm thưa anh chị em. Nhất bên trọng, nhất bên khinh. Mình dễ bị cái con mắt của tình cảm nó lấn át con mắt của lý trí. Mà ngay cả con mắt lý trí có khi cũng không sáng suốt, phải có con mắt thứ ba là con mắt của đức tin mới thấy được. Cái ông đại đội trưởng này, ông nhìn Đức Giêsu bằng con mắt thứ ba là con mắt đức tin, chứ không phải bằng con mắt thường, chứ không phải bằng con mắt lý trí. Con mắt thường và con mắt lý trí không nhận thấy Đức Giêsu, một chàng thanh niên 30 tuổi, con ông Giuse, con bà Maria ở làng Nazareth, một người thợ mộc, một người bình thường như là mọi người này. Con mắt trần gian, con mắt lý trí suy luận không suy nổi, không hiểu nổi, phải bằng con mắt đức tin. Người đại đội trưởng này đã nhìn Đức Giêsu bằng con mắt đức tin để nhận ra Ngài là đấng đầy quyền năng và lòng thương xót. Và trọng tài không có đủ cái con mắt công minh, chính đại để hoàn toàn là
thưởng phạt công minh được. Tất cả mọi người chúng ta đều có thể có những thiếu sót, cho nên mình dễ thông cảm cho nhau hơn. Hãy để Chúa làm trọng tài, phân xử giữa các quốc gia, trong muôn dân tộc. Cái điều này là ta mong ước lắm, vì nhìn vào thế giới ngày hôm nay, các cường quốc đang là chạy đua vũ trang. Mỗi ngày theo dõi tin tức là lại thấy một nước này, một cái vũ khí này tối tân, hôm sau lại thấy ông kia lại tối tân hơn, ông ấy đấu lại. Ông Bắc Triều Tiên mới ra được cái này thì ông Mỹ ra cái kia, rồi ông Nga ra cái nọ, rồi ông Trung Quốc ra cái này, rồi ông Ấn Độ ra cái kia, rồi ông Armenia, rồi ông Thổ Nhĩ Kỳ, rồi ông này ông kia. Cứ vũ khí càng ngày càng chạy đua vũ trang. Dân thì nghèo, dân thì đói, bất kể không cần biết, bây giờ phải có vũ khí. Thằng nào mà vũ khí mạng nặng nhất thì đó là vô địch thế giới. Tiếng nói của người mạnh là cái lý của kẻ thắng. Chân lý nó nằm trên đầu súng. Nằm mạnh thì đó là thắng, là lý của kẻ mạnh. Cho nên là họ chạy đua vũ trang. Còn đâu cái cảnh mà ta mơ ước rằng họ sẽ đúc gươm đao thành quốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Đúc gươm đao thành quốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Bia thì ta ngược lại, lấy hái mà làm thành giáo mác, lấy cày mà chế thành gươm thành đao để mà giết nhau. Dân này nước nọ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Biết đến bao giờ, bao giờ cho đến bao giờ, bao giờ cái ngày đó. Chúng ta đang sống một vọng là một mong đợi. Mong đợi Thiên Chúa đến để Ngài thiết lập một nền hòa bình trên trái đất này. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương, cho người thiện tâm. Bao giờ có cái đó để cho không còn chiến tranh nữa. Đúc gươm giáo thành quốc thành cày, rèn gió mát nên liềm nên hái. Dân này nước nọ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Nhìn ra thế giới như vậy, nhìn vào trong cộng đoàn, nhìn vào trong gia đình, nhìn vào nơi mỗi một người chúng ta vẫn luôn có cuộc chiến. Cuộc chiến với chính mình, giữa thiện với ác, bóng tối và ánh sáng. Cuộc chiến giữa những người trong gia đình với nhau, giữa cộng đoàn với nhau, trong giáo xứ với nhau, vẫn có những cuộc khẩu chiến võ miệng. Mà cái khẩu chiến nó còn kinh khủng hơn. Giết người không bằng gươm đao, mà giết người bằng cái lưỡi của mình. Lưỡi không xương, nhiều đường lắc léo, cái đó nó còn ghê gớm hơn nhiều. Cho nên trong mùa vọng này, anh chị em xin Chúa cho mỗi người hãy trở thành sứ giả của hòa bình, sứ giả của lòng Chúa thương xót, bằng việc là miệng lưỡi ta hãy nói những điều tốt đẹp. Điều mà Chúa nói với thánh nữ Faustina là một trong những cách thể hiện lòng thương xót, đó là bằng lời nói. Bằng cầu nguyện, bằng lời nói và bằng việc làm. Thôi, hôm nay chúng ta chú trọng đến lời nói, để lời nói mình không thành giáo mác, thành gươm đao, mà trở thành cuốc, thành cày, thành liềm hái, không còn vung kiếm lên mà đấu nhau, đá nhau, giành giật nhau, không còn học nghề chinh chiến, mà hãy học nơi lòng thương xót của Chúa, bài học xót thương nhau. Và nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thực nếu họ quay về với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác. Amen. Xin cho con vững lòng cây Chúa, chẳng một đời tin thác trong tay Ngài. Người con hoang đàn nay tìm về bên Chúa, lòng một lòng tin thác vào Thiên Chúa từ bi. Ngày con về bên Chúa lòng thương xót từ bi. Ngày con về bên Chúa.
Chúa. Đây con về bên Chúa, hết lòng tin con vào Chúa. Chuyện đạo chuyện đời thứ hai 30 tháng 11. Chúa sống trong tôi, Chúa lòng thương xót của tôi. Hạnh phúc trong tôi, Chúa là lẽ sống đời tôi. Tim tôi hân hoan, chỉ tôi dâng chào tình Chúa trao ban. Chúa lòng thương xót của tôi. Chuyện đạo chuyện đời thứ hai 30 tháng 11. Các thánh từ đạo Việt Nam: Du Xe Tuấn, nông dân; Augustino Huy, Nicola Thể và Đa Minh Đạt, binh sĩ. Thánh Giuse Trần Văn Tuấn, nông dân. Sự lạc quan giữa những thử thách là điều Thiên Chúa hằng mong đợi nơi mỗi người tín hữu. Chúng ta gọi đó là đức cậy, vì dựa vào sức mạnh của Chúa và vững tin vào ngày mai tươi sáng. Nếu đã tin vào Đức Kitô, đấng chiến thắng tội lỗi và sự ác, chúng ta sẽ thấy rằng không gì có thể làm lay chuyển công trình người thực hiện trên thế giới này. Đối với những thử thách lớn lao hơn như cuộc tử đạo, như những hình khổ mà chỉ cần một hành vi chối đạo cũng đủ để thoát khỏi, thì thái độ lạc quan, kiên quyết của người tin hữu quả là một cuộc hiển dương đức cậy như trường hợp Thánh Giuse Tuấn. Sau 1.5 năm tù đầy, tra tấn, nhục hình, các quan chỉ yêu cầu Ngài bước qua thánh giá thì được tha về. Nhưng chẳng những người tôi tớ Chúa không làm thế, mà còn kính cẩn quỳ gối trước ảnh chuộc tội và lớn tiếng cầu nguyện. Thánh giá là nguồn ơn cứu độ và là sức mạnh đỡ nâng còn. Thánh nhân chẳng những không dám xúc phạm thánh giá, mà còn hết lòng tôn kính suy tôn và cảm tạ tình thương vô cùng của Chúa vì thương xót loài người lầm than tội lỗi. Chúa Giêsu đã cam lòng chịu chết treo trên khổ giá. Khổ giá là nguồn ơn cứu chuộc, là sức mạnh nâng đỡ mọi người, cũng như Thánh Giuse Tuấn trong cơn gian lao thử thách. Giuse Trần Văn Tuấn sinh năm 1824 tại Nam Điền, tỉnh Nam Định, trong một gia đình đạo giáo sốt sáng. Từ nhỏ, cậu đã nổi tiếng ngoan đạo, hiền lành, chân thật. Lớn lên, cậu lập gia đình, theo truyền thống cha ông làm nghề ruộng rẫy, đem sức lao động cần cù đổi lấy cơm áo nuôi sống cả nhà. Đối với vợ con, cậu là người chồng, người cha gương mẫu. Năm 1861, vua Tự Đức bắt đạo gắt gao. Vua ra chiếu chỉ phân sáp, bắt người Công giáo khắc chữ tả đạo lên má, tịch thu tài sản rồi phân tán vào các làng ngoại giáo. Họ đạo Nam Điền của anh Giuse Tuấn cũng như các sĩ đạo khác đều bị phá hủy. Bồn đạo phải phân tán khắp nơi. Anh và một số tín hữu khác bị bắt. Lúc đó anh mới 36 tuổi. Họ giả anh về phủ Xuân Trường, rồi đầy vào làng An Bái, huyện Thụy Anh. Ở đây anh bị giam trong ngục, cổ đeo gông, chân mang xiềng khổ sở. Vì cương quyết không chối Chúa, bỏ đạo, nên quân lính lấy một thanh sắt nung đỏ khắc một bên má anh chữ tả đạo, và má bên kia là tên làng xã quê quán của anh.
thật là một hình khổ nhục nhã đau đớn. Nhưng anh Du Xe Tuấn, một chiến sĩ đức tin anh hùng, vẫn can đảm chấp nhận, vì tin chắc rằng đau khổ chống qua ở đời này sẽ đem lại hạnh phúc vô cùng đời sau. Như Chúa Giêsu đã chịu chết một lần trên thánh giá để đem lại ơn cứu rỗi muôn đời cho nhân loại. Sau hơn một năm tù ngục và nhiều lần bị tra tấn hành hạ khổ sở, sức khỏe của anh giảm sút rất nhiều. Từ một nông dân lực lưỡng khỏe mạnh, nay anh gầy còm yếu ớt trông thấy rõ. Các quan hy vọng nhờ đó anh sẽ thối chí ngã lòng mà bỏ đạo, nên cho điệu anh ra công đường, khuyên nhủ anh bước qua thánh giá thì sẽ thả về với gia đình vợ con và tặng thưởng tiền bạc. Quan nói với anh: "Tôi thấy anh ốm yếu quá, tôi thương anh, muốn cứu anh sống để về sum họp với gia đình. Vậy anh hãy bước qua thập giá đi, tôi sẽ thả anh về, còn thưởng cho anh một số tiền lớn để anh bồi dưỡng sức khỏe và làm vốn lập nghiệp nữa." Thấy quan cứ khuyên nhủ mãi, anh Du Xe Tuấn cũng bước đến gần thánh giá Chúa. Các quan khoái chí, vui mừng, tin chắc anh sẽ làm theo lời các ông khuyên bảo. Nhưng thay vì bước qua thánh giá, anh quỳ gối xuống, hôn kính, thờ lạy Chúa và lớn tiếng cầu nguyện: "Lạy Chúa, con hết lòng cảm ơn Chúa vì tình thương bao la cao cả của Chúa. Chúa thương con, Chúa đã chịu chết trên thánh giá để chuộc tội con. Thánh giá là nguồn ơn cứu độ của con, là sức mạnh nâng đỡ con." Người nông dân tầm thường đó không dễ bị lung lay. Ngược lại, anh có thừa trung tín và can đảm để biểu lộ niềm tin của mình. Cử chỉ tôn kính và lời tuyên xưng của anh làm cho các quan xấu hổ. Họ đã thất bại chua cay. Nổi giận, họ kết án tử hình người chiến sĩ anh dũng của Chúa. Ngày 7 tháng 6 năm 1862, anh Du Xe Tuấn được điệu ra pháp trường để tuyên xưng niềm tin bất khuất. Đến nơi, anh quỳ gối xuống, ngước mắt lên trời, phó dâng mạng sống để làm chứng cho Chúa. Và sau hồi chuông báo hiệu, đầu của vị anh hùng đã rơi xuống, ngài được an táng tại chỗ 2 năm sau. Đức Thánh Cha Pio thứ 12 đã tôn Du Xe Trần Văn Tuấn lên hàng chân phước ngày 29 tháng 4 năm 1951. Và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị đã tôn phong ngài lên bậc hiển thánh. Thánh Augustino Phan Viết Huy, Nicola Thể và Đa Minh Đinh Đạt, binh sĩ. Một ngày mùa hạ năm 1839, vua Minh Mạng rời hoàng cung đi dạo và quan sát dân tỉnh Huế. Mọi sinh hoạt phải tạm ngưng, mọi người phải dạt vào lề đường chờ xa giá vua đi qua mới tiếp tục công việc. Bỗng xuất hiện 2 người lính không thuộc đội cận vệ, tiến ra và quỳ rạp trước kiệu rồng, 2 tay nâng cao tờ sớ. Viên quan hầu nhận sớ trình vua. Tuy chỉ thấy 2 người lính, nhưng sớ ký tên 3 người là các ông Augustino Huy, Nicola Thể và Đa Minh Đạt. Sớ viết: "Cha ông chúng tôi đã theo đạo Gia Tô. Năm ngoái, các quan tra tấn ép buộc bước qua thánh giá. Chúng tôi đã miễn cưỡng làm theo, chứ thực tâm không muốn. Nay, chúng tôi xin tiếp tục giữ đạo để tròn chữ hiếu với cha ông chúng tôi." Đây là biến cố chính đưa đến cái chết anh dũng của các vị tử đạo mà chúng ta mừng kính. Gian lao thử thách
là cơ hội quý giá cho người môn đệ làm chứng cho Chúa trước mặt người đời. Và kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Chính các thánh Augustino Huy, Nicola Thể và Đa Minh Đạt đã thực hành đúng lời Chúa, đã kiên trì bền chí chịu hình khổ đến cùng vì Chúa, nên đã được cứu thoát, được lãnh triều thiên vinh hiển. Augustino Phan Viết Huy sinh năm 1795 tại làng Hạ Linh. Thuở bé có dâng mình cho Chúa, chuẩn bị làm thầy giảng, nhưng sau ra ngoài lập gia đình và tham gia quân ngũ được 10 năm. Nicola Bùi Đức Thể sinh năm 1792 tại làng Kiên Trung. Tính đến ngày bị bắt, ông mới đi lính được 1 tháng. Và Đa Minh Đinh Đạt sinh năm 1803 tại làng Phú Nhai. Tuy ít tuổi nhất, nhưng ông đã tham gia quân đội được 12 năm. Tất cả là quân nhân ở tỉnh Nam Định dưới thời vua Minh Mạng. Cả ba đều nhiệt thành thờ kính Chúa và sống đạo lương thiện. Theo lệnh vua, các quan phải truy lùng khắp nơi, bắt hết người Công giáo. Ai chịu bước qua thập giá bỏ đạo thì tha. Ai bất tuân sẽ bị tù đày hoặc giết chết. Lúc đó, quan tổng trấn tỉnh Nam Định là Trịnh Quang Khanh không lo thi hành lệnh vua nên bị khiển trách và hăm dọa cách chức. Ông ta hoảng hốt sợ mất quyền hành chức tước nên đâm ra oán ghét người Công giáo và thề quyết tận diệt họ. Từ đó, ông trở thành hùm xám tỉnh Nam Định. Công việc trước tiên ông ta định làm là thanh lọc lại hàng ngũ quân đội. Biết rõ trong số các quân nhân dưới quyền ông có nhiều người theo Gia Tô tà đạo. Nếu không tận diệt họ trước, họ sẽ dung túng che chở cho người đồng đạo. Và như thế, ông sẽ không thi hành đúng lệnh vua. Dựa theo lý lịch, ông cho dọn đại tiệc thiết đãi hết các binh sĩ Công giáo trong tỉnh Nam Định. Có tất cả khoảng 500 người đến dự bữa tiệc này. Gần bên phòng tiệc, ông cho đặt sẵn một cây thánh giá với gông cùm xiềng xích đòn vọt. Tiệc vừa xong, ông mời mọi người sang phòng đó, chỉ cho họ xem. Một bên là thánh giá, một bên là các dụng cụ hành khổ, và dõng dạc tuyên bố: "Tôi biết anh em vì lầm lạc mà theo Gia Tô tà đạo là thứ đạo đức vua đã cấm. Tôi thương anh em, muốn cứu anh em. Vậy anh em hãy bước qua thập giá để được về với gia đình và được đức vua khen thưởng. Ai ngoan cố không chịu bỏ tà đạo sẽ gánh chịu các hình khổ ghê gớm kia." Khốn thay, hôm đó chỉ có 15 người can đảm không bước qua thánh giá. Quan tổng đốc liền ra lệnh gông cùm và tống giam 15 người vào ngục. Liên tiếp mấy ngày đêm liền, quan cho họ ra công đường, tra tấn, đánh đập tàn nhẫn, buộc phải đạp lên thánh giá. Vì đau đớn quá, chịu không nổi, họ bỏ đạo từ từ. Sau cùng chỉ còn ba ông Augustino Huy, Nicola Thể và Đa Minh Đạt. Còn bao nhiêu người kia đều nhát đảm chối Chúa bỏ đạo. Riêng ông Huy, vì trước đây có lấy vợ nhỏ ở tỉnh, đêm hôm đó trốn ra ngoài xưng tội và làm tờ cam kết bỏ vợ nhỏ với cha Năng tại họ Phúc Đường, rồi trở vào tù với anh em. Giai đoạn này, Trịnh Quang Khanh đang bị ngưng chức. Tổng chống Lê Văn Đức tạm thay quyền đã cho lệnh đóng gông và đưa các ngài phơi nắng nơi công cộng suốt 21 ngày liền. Mọi người đi qua đều được tự do hành hạ sỉ nhục, nhưng quan lại thất bại. Quan tổng đốc thấy cực hình không lay chuyển nổi niềm tin sắt đá của ba chiến sĩ dũng cảm này, liền cho gọi hết các kỳ lão ba làng Hạ Linh, Kiên Trung và Phú Nhai đến, bảo phải khuyên thế nào cho các ngài bỏ đạo, bằng không sẽ bị trừng phạt nặng nề. Họ hết sức năn nỉ khuyên lơn, nhưng ba vị anh hùng của Chúa vẫn can đảm trung kiên.
quan liền ra lệnh đánh đòn các kỳ lão trước mặt các ngài. Thấy các ông bị đòn đau đớn quá, các ngài cảm động chịu khóa quá bỏ đạo. Thế là vì một chút tình cảm tầm thường mà ba chiến sĩ anh hùng của Chúa đã sa ngã. Thật đúng, tình cảm rất nguy hại. Khi được trả tự do về nhà, các ông Augustina Huy, Nicola Thể và Đa Minh Đạt cảm thấy áy náy trong lòng, lương tâm cắn rứt. Từ đó các ông vô cùng hối hận, cùng nhau trở lại tỉnh Nam Định, vào thẳng dinh quan tổng đốc, cùng tuyên xưng đức tin và thề quyết không chối Chúa bỏ đạo. Nhưng quan chỉ ra lệnh đánh đòn ba ông rồi đuổi về. Một hôm nghe tin vua Minh Mạng ngự giá dạo chơi ở Huế, các ông đón đường đệ đơn tuyên xưng đức tin lên vua. Đọc xong, vua nổi giận truyền tống giam các ông. Một hôm quan hỏi: sao có hai mà lại đến ba chữ ký? Dạ thưa quan, anh Đạt cũng không chịu quá khóa, nhưng bận việc quân nên không thể đi theo chúng tôi được. Anh ấy dặn chúng tôi thế nào thì anh ấy cũng thể ấy. Các quan trình sự việc lên vua. Sau đó theo lệnh vua, quan bày trước mặt hai ông 10 nén vàng, một tượng chịu nạn, một thanh gươm, rồi nói: cho bay tự chọn, bước qua tượng thì được vàng, bằng không thì gươm sẽ chặt đôi người ra, xác sẽ bỏ trôi ngoài biển. Hai ông bình tĩnh bày tỏ ý chọn cây gươm. Vua Minh Mạng nổi giận truyền viết bản án như sau: trước đây ta đã làm án tử hình, nhưng ta thường chẳng muốn giết, nào ngờ chúng đã mê dại chẳng biết sự phải lẽ. Ta đã mở lối cho chúng ăn năn chừa cải, song hai tên cố chấp theo gia tô tà đạo lại bỏ cả việc quân vào kinh nộp đơn. Thật là bọn kiêu ngạo, đáng khinh đáng ghét, chẳng thể nào sống được nữa. Vậy hai tội phạm Phan Viết Huy và Bùi Đức Thể phải cho lính đem ra biển, lấy rìu lớn chặt ngang lưng rồi bỏ xác xuống biển, để ai nấy biết tỏ điều răn cấm. Vào ngày 13 tháng 6 năm 1839, hai ông Augustino Huy và Nicola Thể bị đưa ra biển. Họ đặt một cây thánh giá ngay trong thuyền để thử xem các ông có đổi ý đạp lên chăng. Nhưng họ thất vọng. Họ trói hai ông vào cột chèo, thay vì chặt ngang lưng, họ chặt đầu trước rồi bổ thân ra làm bốn, ném xuống biển làm mồi cho cá. Còn ông Đa Minh Đạt, sau khi công tác lên tỉnh, ông thu xếp việc nhà, từ giá mọi người và chuẩn bị tâm hồn, xưng tội, rước lễ, đón nhận cái chết. Vợ con ông khóc lóc, ông lựa lời an ủi quả quyết: Chúa sẽ lo liệu quan phòng mọi sự. Tổng đốc Trịnh Quang Khanh bảo ông: hai bạn ngươi vì rồi dại, không chịu bỏ đạo nên đã bị chém làm tư quăng xuống biển. Còn ngươi nếu khôn thì chối bỏ thứ đạo đó đi và về với vợ con. Ông Đạt thưa: tôi đã chịu nhiều cực hình vì đức tin, nay tôi sẵn sàng chịu thêm nhiều hình khổ khác nữa. Hai bạn tôi đã được phúc trọng, quan cứ giam tôi thành 8 khúc cũng được. Quan biết có đe dọa cũng không thành công, liền lập án gửi về kinh xin sự trảo. Ngày 18 tháng 7 năm 1839, ông theo lính ra pháp trường 7 mẫu. Ông bình tĩnh nghe đọc bản án, rồi quỳ gối, thân thì cầu nguyện. Chờ quân lính tháo gông cuồng rồi ông nằm xuống. Lý Hình dùng dây xiết cổ ông cho đến tắt thở. Tin Hữu Lãng Phú Nhai thương lượng rồi với quan quân đem thi hài vị anh hùng tử đạo về an táng tại khu đất của người anh cả của ngài. Sau hài cốt của ngài được lưu giữ tại nhà thờ Phú Nhai. Đức Thánh Cha Liêu thứ 13 đã tôn phong chân phước cho ba ông ngày 27 tháng 5 1900. Và ngày 19 tháng 6 1988, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã suy tôn các ngài lên bậc hiển thánh.
Sống đúng, sống đẹp. Thứ hai, 30 tháng 11, những lá thư không gửi. Nhiều khi con đến với Chúa, nhưng con ngã lòng trong cây. Nhiều khi con đến với Chúa, nhưng lòng tin con hờ hững. Và khi Chúa mở trí lòng con, Chúa chạm đến hồn con mới biết Chúa yêu con nhiều. Tình thương xót Chúa có bao la, ôi thật hay là. Tình thương xót Chúa có mênh mông như trời giáng đông. Dạt kia nắng rơi ấm tim con, lòng thương xót Chúa luôn vẹn tròn. Sống đúng, sống đẹp. Thứ hai, 30 tháng 11, những lá thư không gửi. Thư gửi Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Cha còn có chỗ để ra đi, còn chúng con, bao người đau khổ, chẳng có chỗ nào để mà đi. Thư gửi Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, ngày tháng 5, cha kính yêu. Khi ở Việt Nam, mọi người đang vui vẻ ăn Tết, thì vào ngày mùng 2 Tết lễ Đức Mẹ Lộ Đức, 11 tháng 2, 2013, chúng con nhận được một tin bất ngờ gây bàng hoàng trong ngày đầu năm với lời tuyên bố rõ ràng của cha trước công nghị các hồng y được triệu tập về Vatican trước một thế giới với quá nhiều thay đổi nhanh chóng và đang rúng động bởi những vấn nạn liên quan sâu xa đến đời sống đức tin. Để có thể lèo lái con thuyền của Thánh Phêrô và rao giảng tin mừng, cả năng lực của trí óc lẫn thể xác đều là cần thiết. Năng lực của tôi trong vài tháng qua đã xấu đi đến mức mà tôi phải thừa nhận sự bất lực của tôi không thể đáp ứng đầy đủ sứ vụ được giao phó cho mình. Vì lý do này, và cũng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của hành động này, với hoàn toàn tự do, tôi tuyên bố thoái vị khỏi sứ vụ của Giám mục Roma, người kế vị Thánh Phêrô đã được giao phó cho tôi bởi các hồng y ngày 19 tháng 4 năm 2005.
Sau những giây phút ngỡ ngàng, ngẫm nghĩ lại, con thấy cảm phục cha vô cùng. Vì đây là một quyết định hết sức dũng cảm, sáng suốt và khiêm tốn, không phải ai cũng có thể làm được. Chính vì thế mà con muốn gọi cha là giáo hoàng của lòng dũng cảm và khiêm tốn. Khiêm tốn vì cha đã thành thật nhìn nhận năng lực của tôi trong vài tháng qua đã xấu đi đến mức mà tôi phải thừa nhận sự bất lực của tôi không thể đáp ứng đầy đủ sứ vụ được giao phó cho mình. Có mấy người đang ngồi ở địa vị cao nhất mà dám khiêm tốn nhìn nhận sự bất lực của mình không thể đáp ứng được sứ vụ. Dũng cảm vì cha đã tha thiết nài xin Chúa soi sáng cho tôi bằng ánh sáng của người để tôi quyết định đúng, không phải vì lợi ích của tôi nhưng vì lợi ích của hội thánh. Tôi đã thực hiện bước này trong ý thức đầy đủ về mức độ nghiêm trọng cũng như sự mới mẻ của nó, nhưng với một sự bình an sâu xa trong tâm hồn. Yêu hội thánh cũng có nghĩa là có can đảm để có những lựa chọn khó khăn, đau khổ, nhưng luôn luôn đặt trước mặt mình lợi ích của hội thánh chứ không của bản thân mình. Một lựa chọn khó khăn và đau khổ để có một quyết định không vì lợi ích bản thân nhưng vì lợi ích của hội thánh, đó không phải là một hành động dũng cảm mà chúng con phải nghiêng đầu kính phục sao? Hôm nay con mạo muội viết thư này cho cha như một người con viết cho cha của mình với tình con thảo, không chút ngại ngùng, vì như cha đã nói trong buổi tiếp kiến cuối cùng, tôi cũng nhận được rất nhiều thư từ những người bình dân. Họ viết cho tôi chỉ đơn thuần từ tấm lòng và làm cho tôi cảm thấy tình cảm của họ phát sinh từ việc cùng nhau ở với Chúa Giêsu Kitô trong hội thánh. Những người này không viết cho tôi theo cách một người viết cho một hoàng tử hoặc một vĩ nhân mà họ không biết. Họ viết cho tôi như anh chị em, như con cái trong nhà, với ý thức về những mối liên hệ gia đình rất trìu mến. Trong lúc mọi người đang hoang mang, không biết tương lai giáo hội Công giáo sẽ đi về đâu khi cha tử nhiệm, thì cha đã khẳng định rõ ràng với 170.000 khách hành hương, đặc biệt có rất đông sinh viên học sinh và các bạn trẻ từ khắp nơi kéo đến dự buổi tiếp kiến chung cuối cùng của cha tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư, 27 tháng 2, 2013. Tôi luôn biết rằng có Chúa ở trong thuyền và tôi luôn biết rằng thuyền hội thánh không phải là của tôi, không phải là của chúng ta, nhưng là của Chúa, và Chúa sẽ không để nó bị chìm. Rất tiếc, hôm đó con không đến được để cùng với hàng trăm ngàn người bày tỏ lòng yêu mến, sự gắn bó thân thương và lòng biết ơn vì tất cả những gì cha đã cống hiến cho giáo hội và cho toàn thế giới trong gần 8 năm trị vì. Hôm đó có khoảng 70 hồng y, hàng chục tổng giám mục, các đức ông thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh, hàng ngàn linh mục tu sĩ nam nữ các dòng tu, và trong các phái đoàn hành hương đến chào tạm biệt cha hôm ấy cũng có một nhóm Công giáo Việt Nam từ Đức. Chắc cha cũng cảm thấy được an ủi rất nhiều khi các đoàn hành hương đã mang theo cờ tòa thánh và cờ của mỗi quốc gia. Họ giăng nhiều biểu ngữ viết tên thành phố của họ và các câu như: Thưa Đức Thánh Cha, chúng con yêu mến Ngài. Cảm ơn Đức Thánh Cha Biển Đức thứ 16. Cha luôn luôn là Phêrô và giới trẻ chúng con yêu mến Cha. Chúng con gần gũi Cha luôn luôn. Cảm ơn Đức Thánh Cha nhiều lắm.
Con nhớ buổi tiếp kiến chung lần đầu tiên trong cương vị giáo hoàng của cha là ngày 27 tháng 4 năm 2005. Và trong gần 8 năm trị vì, cha đã có 348 buổi tiếp kiến chung với 5.116.600 tín hữu tham dự. Số tín hữu tham dự đông nhất là vào năm 2006 với con số 1.031.500 người trong 45 buổi tiếp kiến. Con nói rằng đây là buổi gặp gỡ cuối cùng vì vào lúc 20 giờ tối thứ năm 28 tháng 2 2013 giờ Roma, cha kết thúc nhiệm vụ chủ chăn giáo hội Công giáo Hoàn Vũ. Và chúng con dù có thương nhớ cha cách mấy cũng sẽ không thể gặp cha như hôm nay được nữa. Con may mắn được gặp cha hai lần tại Roma. Lần đầu tiên lúc con theo phái đoàn Linh mục Tu sĩ Việt Nam thắp tùng Đức Tổng giám mục Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn qua Roma nhận mũ gậy Hồng Y. Lúc đó cha còn là Hồng Y phụ trách Thánh bộ Giáo lý Đức tin, đứng bên cạnh Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Paulo II trong suốt thánh lễ ngày 21 tháng 10 năm 2003. Lần thứ hai, khi con đi tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 8 năm 2005 tại chính quê hương của cha ở bên Đức. Lúc này, cha đã lên ngôi giáo hoàng với danh xưng Benedicto thứ 16. Nhưng chúng con thấy cách tiếp xúc của cha rất giản dị và nồng nhiệt. Chúng con đã có một đêm canh thức ngoài trời để cầu nguyện cùng với cha. Và hôm sau con được đồng tế với cha trong thánh lễ bế mạc Đại hội Giới Trẻ Thế Giới bên Đức. Con chắc chắn sẽ không có cơ hội gặp lại cha lần thứ ba rồi, vì vào lúc 11 giờ sáng thứ năm 28 tháng 2 2013, cha đã gặp các hồng y trong phòng Clemente để chào từ biệt. Sau đó, lúc 5 giờ chiều, cha lấy trực thăng bay đến dinh nghỉ mát Castel Gandolfo. Nửa tiếng sau, cha ra bao lơn Castel Gandolfo để chào các tín hữu. Và đây là lần xuất hiện cuối cùng của cha trong tư cách là Giáo hoàng Roma. Trong tình yêu mến quý trọng, chúng con vẫn tiếp tục gọi cha là Đức Thánh Cha Biển Đức thứ 16, hay Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức 16, hay Đức Nguyên Giáo hoàng. Nhưng cha sẽ chỉ mặc áo trùng trắng, không có mảnh áo khoác ngắn trên vai, không có nhẫn giáo hoàng, cũng không mang giày đỏ. Cha cởi bỏ đôi giày màu đỏ của một giáo hoàng để mang vào chân đôi giày da không thắt dây màu huyết dụ hay màu nâu làm tại Mễ Tây Cơ. Những chiếc giày da này là quà của một người dân Mễ tặng cha trong chuyến du hành cuối cùng thăm nước Mễ hồi tháng 3 năm 2012. Con không thể gặp cha được nữa vì hiện nay cha cư ngụ tại Castel Gandolfo vài tháng, rồi cha sẽ về sống ẩn dật trong tu viện của các nữ tu dòng kín đang được tu sửa lại ở nội thành Vatican trong thinh lặng và cầu nguyện. Tôi không từ bỏ thánh giá, nhưng tôi ở lại một cách mới mẻ với Chúa chịu đóng đinh. Tôi không còn mang quyền bính của chức năng điều hành hội thánh nữa, nhưng vẫn còn ở lại trong sứ vụ cầu nguyện. Tôi sẽ tiếp tục đi theo cuộc hành trình của hội thánh bằng cầu nguyện và suy niệm. Cha kính yêu, rời ngôi vị giáo hoàng, cha để lại cho chúng con nhiều ấn tượng lắm. Một loại bia có tên bia giáo hoàng được hãng bia bên Đức tung ra thị trường và trên nhãn hiệu dán ở mỗi chai có ghi hàng chữ đậm: dành riêng cho đứa con vĩ đại của Tổ quốc, Giáo hoàng Benedicto 16. Tính đến ngày thoái vị, cha đã ở ngôi vị giáo hoàng được 2.873 ngày, tức là 7 năm, 8 tháng và 10 ngày.
đã thực hiện 24 chuyến tông du đến 6 lục địa và 3 lần chủ trì Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Hàng triệu người trẻ đã đánh giá cao nụ cười của cha và những lời tâm sự chân thành phát xuất từ con tim, chứ không phải là ngôn ngữ ngoại giao. Cha là vị hồng y cao tuổi nhất được bầu làm giáo hoàng kể từ năm 1730. Cha thông thạo các thứ tiếng Latin, Đức, Anh, Ý, Pháp, Tây Ban Nha và một ít tiếng Bồ Đào Nha. Cha là người con út trong 3 người con của ông cố Joseph Ratzinger. Cả 3 người con không ai chọn nghề cảnh sát của ông cố. Người anh cả trở thành đức ông George Ratzinger, cô em gái thành nữ tu Mary và cậu em trai thành giáo hoàng. Như vậy là dòng họ Ratzinger của cha không có người nối dõi tông đường nữa rồi, giống như gia đình của con vậy. Cha thích nuôi mèo nên có tới 2 con, mà một con là mèo hoang cha đã bắt gặp trong thành phố Roma. Cha giải trí bằng đàn piano, nghe nhạc Mozart và Beethoven mỗi ngày. Vào lúc thoái vị, cha vẫn còn giữ được các con thú nhồi bông do chính tay mẹ của cha làm cho cha lúc cha còn thơ ấu. Cha thụ phong linh mục ngày 29 tháng 6 1951, 3 năm sau lấy bằng tiến sĩ thần học. Năm 1981, cha được bổ nhiệm làm chủ tịch Bộ Giáo lý Đức tin, chủ tịch Ủy ban Kinh thánh kiêm chủ tịch Ủy ban Thần học Quốc tế của Giáo hoàng. Năm 1988, cha được chọn làm phó chủ tịch, rồi 4 năm sau trở thành chủ tịch Hồng y đoàn. Cha được báo thai bầu chọn là một trong 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới. Trong cuộc bầu cử của Mật nghị Hồng y, cha được chọn với kết quả nhanh một cách kỷ lục, chỉ vào ngày thứ nhì ở vòng bầu cử thứ tư. Thưa cha, thường những người làm lớn, những người quyền cao chức trọng hay cảm thấy cô đơn vì không ai dám gần gũi, không có người để cảm thông chia sẻ. Có khi do cách sống của người ấy quan liêu quá, xa cách quá, độc quyền, độc đoán, độc tài và tỏ ra quyền hành hống hách quá nên không ai dám lại gần. Nhưng với cha lại khác. Cha nói một giáo hoàng không hướng dẫn thuyền của Thánh Phêrô một mình, ngay cả khi trách nhiệm đầu tiên là của Ngài. Tôi đã không bao giờ cảm thấy cô đơn trong việc gánh vác niềm vui và gánh nặng của sứ vụ giáo hoàng. Chúa đã gửi nhiều người đến giúp đỡ và gần gũi tôi với lòng quảng đại và tình yêu đối với Thiên Chúa và Hội Thánh. Vào ngày lịch sử 27 tháng 2 2013, trong suốt mấy tiếng đồng hồ chờ đợi, các sinh viên học sinh và bạn trẻ đã liên tục gọi tên cha, hát sướng và vỗ tay. Chiếc xe Jeep trắng chở cha đi một vòng các lối đi ở quảng trường để cha vẫy tay chào giữa tiếng vỗ tay của mọi người. Cha cho chúng con thấy thế nào là gia đình Hội Thánh. Và lúc này, tôi muốn hết lòng cảm ơn tất cả mọi người trên thế giới. Trong những tuần gần đây, đã gửi cho tôi những bằng chứng cảm động của sự quan tâm, tình bằng hữu và cầu nguyện. Vâng, giáo hoàng không bao giờ cô đơn. Giờ đây, tôi lại cảm nghiệm nó một lần nữa, một cách quá tuyệt vời, đến nỗi nó chạm vào quả tim của tôi. Giáo hoàng thuộc về tất cả mọi người, và rất nhiều người cảm thấy rất gần với Ngài. Ở đây, người ta có thể trước hết cảm nhận được thế nào là Hội Thánh. Đó không phải là một tổ chức, một hiệp hội với mục đích tôn giáo hay nhân đạo, nhưng là một thân thể sống động, một cộng đồng anh chị em trong thân thể của Chúa Giêsu Kitô, đấng hợp nhất tất cả chúng ta, để kinh nghiệm Hội Thánh theo cách này và hầu như có thể sờ bằng hai bàn tay của anh chị em
quyền năng của chân lý và tình yêu của Hội Thánh. Đó thực sự là một nguồn vui. Trong thời kỳ mà nhiều người nói về sự suy thoái của Hội Thánh, chúng ta hãy xem Hội Thánh vẫn sống động hôm nay như thế nào. Năm 2006, trong một buổi nói chuyện truyền hình, cha nói về giáo hội trong thế giới hôm nay như sau: Kitô giáo, Công giáo không phải là một tổng thể những điều cấm đoán, nhưng là một sự lựa chọn tích cực. Và làm sao để điều này nhìn thấy được là một việc rất quan trọng. Bởi vì ngày nay, ý thức này đã gần như biến mất hoàn toàn. Cha kính yêu, nhiều người nuôi những tham vọng có được chức tước địa vị và tìm mọi cách để thỏa mãn khát vọng ấy. Không phải chỉ những người sống ở ngoài đời, mà còn ngay cả trong những người tu trì nữa. Họ chỉ biết sống cho mình, lo cho bản thân mình, lo hưởng thụ, vinh thân phì gia. Thế nhưng, khi lãnh trách nhiệm trong giáo hội vào ngày 19 tháng 4 năm 2005, cha đã cảm nhận được sự từ bỏ hoàn toàn. Cha thuộc về chúng con, và cho đi là nhận lại. Chúng con thuộc về cha. Người nào đảm nhận sứ vụ giáo hoàng không còn có bất kỳ sự riêng tư nào. Người ấy hoàn toàn thuộc về mọi người, thuộc về toàn thể hội thánh. Có thể nói rằng đời sống của người ấy hoàn toàn bị mất đi triều kích riêng tư. Tôi đã và đang kinh nghiệm chính lúc này rằng một người nhận được sự sống khi nó cho đi. Tôi đã nói trước đây rằng nhiều người yêu Chúa cũng yêu người kế vị Thánh Phêrô và thích Ngài, rằng giáo hoàng thực sự có anh em và chị em, con trai và con gái trên toàn thế giới, và rằng Ngài cảm thấy an toàn trong vòng tay hiệp thông của họ, bởi vì Ngài không còn thuộc về mình mà thuộc về tất cả, và tất cả thuộc về Ngài. Con còn nhớ 8 năm trước đây, vào ngày 19 tháng 4, dù đã 78 tuổi, nhưng cha vẫn can đảm chấp nhận gánh vác sứ vụ nặng nề, với niềm tin chắc chắn vào sự sống của Hội Thánh và lời Chúa. Cha đã thưa với Chúa: Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Đây là một gánh nặng lớn mà Chúa đặt trên đôi vai con. Nhưng nếu đây là điều Chúa muốn con làm, thì vâng lời Chúa, con sẽ thả lưới, với niềm tin tưởng chắc chắn rằng Chúa sẽ hướng dẫn con ngay cả với tất cả những yếu đuối của con. Trong lời tuyên bố đầu tiên tại quảng trường Thánh Phêrô, cha tự nhận: Tôi là người thợ hèn mọn trong vườn nho của Thiên Chúa. 5 năm sau, cha vẫn khiêm tốn tâm sự: Mỗi ngày có một nỗi lo là đủ cho một con người và không thể chịu đựng hơn. Bên cạnh những vị giáo hoàng vĩ đại thì cũng có những vị giáo hoàng nhỏ bé chỉ đóng góp được những gì Ngài có. Cha chia sẻ với nhà báo Peter Seward: Phải quan tâm dành thời gian để nghỉ ngơi và cũng phải hiện diện một cách thích đáng khi người ta cần đến mình. 8 năm sau, chính cha đã cảm nghiệm được rằng Chúa thực sự hướng dẫn cha, gần gũi cha. Trong cuộc hành trình theo Chúa phục vụ Hội Thánh, có những lúc vui mừng rực sáng, được đón tiếp nồng nhiệt, nhưng cũng có những lúc khó khăn đen tối, gặp chống đối tư bề. Cha đã đồng cảm như Thánh Phêrô và các thánh tông đồ trên thuyền ở biển hồ Galilee, là có lúc Chúa cho biển êm sóng lặng, bắt được rất nhiều cá. Rồi có những lần biển động, sóng gió dữ dội mà dường như Chúa vẫn ngủ. Nhưng cha xác tín rằng: Tôi luôn biết có Chúa ở trong thuyền, và tôi luôn biết rằng thuyền Hội Thánh không phải là của tôi, không phải là của chúng ta, nhưng là của Chúa, và Chúa sẽ không để nó bị chìm. Chính người dẫn đạo nó chắc chắn là qua những kẻ mà người đã chọn,
bởi vì người muốn như thế. Đây là một điều chắc chắn mà không có gì có thể làm lu mờ. Và đó là lý do tại sao hôm nay tâm hồn tôi tràn đầy lòng biết ơn Thiên Chúa, vì Ngài đã không bao giờ để cho toàn thể hội thánh hoặc tôi thiếu sự an ủi, ánh sáng và tình yêu của Ngài. Cha kính yêu, người đời luôn mong ước phải có danh gì với núi sông, phải có địa vị chức tước nào đó, phải có vai vế nào đó để hãnh diện với mọi người, mà không thấy rằng ơn lớn nhất là được làm con Chúa, là một Kitô hữu. Đó là ơn lớn hơn cả làm giáo hoàng, làm hồng y, làm tổng thống, làm chủ tịch, làm bề trên. Như cha đã viết, tôi muốn mọi người cảm nhận được niềm vui của việc là một Kitô hữu. Trong một kinh nguyện đẹp được đọc hàng ngày vào buổi sáng, có nói rằng: Lạy Thiên Chúa của con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa hết lòng, hết sức. Con cảm tạ Chúa vì đã dựng nên con, đã cho con làm Kitô hữu. Phải, chúng ta rất vui mừng vì hồng ân đức tin là điều quý giá nhất mà không ai có thể lấy đi khỏi chúng ta được. Sự kiện cha từ chức là một tiếng sét đánh giữa trời quang, nói như lời một nguyên thủ quốc gia. Các quốc gia lên tiếng, các giới chức sắc của giáo hội lên tiếng. Con đọc ở trong Ê-phát-ta 5:50, cha Vinh Sang dòng chữ quý thế viết: Quyết định từ nhiệm của Đức Benedicto thứ 16 làm hình ảnh một ông cụ, theo cảm nhận của tôi, khô cứng, không gần gũi với quần chúng, quá lý trí, đã vụt sáng trở thành một bài học sống động, hùng hồn, cụ thể và mạnh mẽ về sự khiêm tốn thánh thiện. Giữa lúc việc rời khỏi các vị trí lãnh đạo, quyền cao, chức trọng khó khăn biết chừng nào, nhất là trong xã hội Việt Nam, một xã hội ganh đua nhau quyền chức, hại lẫn nhau để tranh giành, bám ghế, bám quyền, thì biến cố con người số một trong thế giới tinh thần, quyết định rời chức để lui vào cầu nguyện, là một quyết định quá khiêm tốn và gương mẫu. Đây là sự kiện lịch sử vô cùng hiếm, lần cuối cùng xảy ra hồi Đức Giáo Hoàng Gregory thứ 12 từ chức là vào ngày 4 tháng 7 năm 1415. Cha muốn biết giáo dân Việt Nam nghĩ gì về trường hợp của cha không? Bất ngờ nhưng cần thiết. Ông Phêrô Nguyễn Văn Đỉnh cư ngụ ở Gò Vấp, dù chỉ là một người chạy xe ôm, nhưng khi hỏi về vấn đề này, ông đã nói như thế. Ông cho biết, giới xe ôm rất thạo tin. Sáng sớm khi chưa có khách chạy, họ thường ngồi đọc báo và đón khách. Buổi sáng 11 tháng 2, 2013, khi đọc tin Đức Giáo Hoàng sẽ từ nhiệm, ông và bạn bè rất bất ngờ và ngạc nhiên, vì từ thuở bé đến giờ chưa thấy sự như thế. Sau này, ông tìm hiểu và biết rằng cả 600 năm nay mới lại có một quyết định như thế của người đứng đầu tòa Phêrô. Nhưng cần thiết, ông lái xe ôm gật gù, trong tình trạng hiện nay là cần thiết. Cũng theo cách nghĩ của người lái xe ôm, thời bây giờ ngoài trần thế ai mà có tí chức quyền, bẫy cũng không đi, muốn mọc rễ, vì ngồi lì ở vị trí đó là có lợi, có danh, có uy lực, ngồi trên đầu trên cổ mà bắt nạt thiên hạ. Còn trong giáo hội, đó cũng là vấn đề tế nhị và nan giải. Bởi thế, Đức Thánh Cha làm việc này thật là một bài học cho những ai tham quyền cố vị. Nói nôm na ra, cha dạy cho người ta cứ mọc rễ ì ra đó mà mình thực sự yếu kém thì chẳng ra cái gì. Nhổ cái rễ từ chính ý thức hệ của mình là rất cần thiết. Trong cuộc phỏng vấn với ký giả Peter Sugan vào ngày năm 2010, chính cha cũng trả lời về vấn đề đó như sau.
nếu một vị giáo hoàng rõ ràng nhận thấy mình không còn đủ thể chất, tâm lý và tinh thần để cáng đáng các nhiệm vụ của mình, ngài có quyền và thậm chí trong một số hoàn cảnh có nghĩa vụ phải thoái vị. Tại khu chợ Thân Phú, con tìm gặp các chị em tiểu thương đang lo bàn bạc tiền góp sách một ngày. Khi được hỏi về vấn đề Đức Giáo Hoàng, các chị ngại ngần: "Chúng em biết gì đâu mà nói." Được động viên thì các chị cứ nói thật suy nghĩ của mình, nghĩ sao nói vậy. Một chị tên Lộc bán cá khô cho hay: "Mình làm dân chả biết gì, nhưng nghe thế cũng lo." Hỏi sao lo thì chị bảo: "Đạo với đời cũng nhiều sự giống nhau. Đi bán buôn cũng có phường bạn đàng hoàng, cũng phải có một người cầm trịch. Đạo mình đông như thế mà Đức Giáo Hoàng từ nhiệm khi chưa có người thay, sợ loạn lắm." Hỏi loạn gì? Sợ loạn gì? Chị bảo: "Giá ngài nghỉ mà có chuẩn bị cắt cử người thay thế thì không sao. Chứ đằng này ngài nghỉ cái đùng, nghe bảo còn phải họp, phải bầu. Lỡ xảy ra tranh giành quyền lực, chạy trọt vận động theo kiểu thế gian, đạo khác dòm vô, đẹp không sao. Chứ không ra cái gì thì cũng xấu hổ lắm. Người ta bảo là rắn mất đầu mà." "Lo gì, có Chúa liệu rồi thì cũng xong." Một chị khác bảo với con như thế. Gọi cửa một nhà giáo dân tương đối khấm khá, cũng tham gia sinh hoạt ở nhà thờ. Khi hỏi về vấn đề Đức Giáo Hoàng từ nhiệm, con nhận được sự thờ ơ: "Giời ơi, sức đâu mà lo chuyện bao đồng. Cứ chăm chỉ đi nhà thờ, cha xứ dạy sao nghe vậy tốt rồi. Biết chi cho lắm." Ngài trở nên vị giáo hoàng vĩ đại bởi khiêm nhường. Gặp Đỗ Minh Hội, thủ khoa trường lao động và xã hội, bạn kết luận một câu như thế: "Hội là một tân tổng và có nhiều hoạt động xã hội cùng với các thanh niên công giáo." Theo Đỗ Minh Hội, Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 là con người rất dũng cảm. Ngài đã dũng cảm thừa nhận yếu kém của bản thân, dũng cảm nhận mình không còn đủ sức gánh vác công việc mà giáo hội giao phó. Đó là một điều rất khó khăn về thân phận con người bình thường. Có lẽ Chúa Thánh Thần đã soi sáng để Giáo Hoàng nói ra điều đó. Tinh thần khiêm nhường của Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 đã thể hiện rạng ngời trong sự kiện từ nhiệm này. Theo Minh Hội, thế gian sẽ không nhớ nhiều nếu ngài là một giáo hoàng mệt mỏi, trì trệ, bám chắc lấy ngôi cao. Vì thực ra ngài hoàn toàn có quyền ngự lãm như thế tới mãn đời, như một chúa sơn lâm lụ khụ già nua, giữ rịch lấy ngôi chúa tể. Nhưng nhân loại sẽ nhớ, sẽ yêu, sẽ tôn quý một cha già Biển Đức tự ý về vườn, vì ý thức rất rõ việc mình cần phải làm, ý thức rất rõ việc khiêm nhường lùi lại phía sau chính là góp thêm một ngọn gió lành đẩy con thuyền giáo hội vượt thắng gian lao, đi thẳng về phía trước. Người cuối cùng mà con gặp là một phụ nữ làm công tác xã hội. Chị đề nghị giấu tên. Ý kiến của chị là: "Đây là một sự kiện vĩ đại. Theo chị, phải có một sự kiện như thế, mà sự kiện này chắc chắn không ngoài thánh ý Chúa. Thông qua sự kiện này, cha gửi một cái tát thực sự choáng váng, nhưng ẩn chứa yêu thương tới con người. Phải đổi mới, canh tân, từ bỏ những sư cũ trì trệ, không tham quyền cố vị, bám lấy lợi lộc trần gian. Chức quyền cũng chỉ là phương tiện Chúa ban để phục vụ anh em. Làm hết mình, và khi mệt mỏi thì hãy lui vào một chốn kín đáo mà ngơi nghỉ. Một ngơi nghỉ đúng lúc, trong sáng, cũng là một nguồn sức mạnh tuyệt vời, phải không cha? Và chúng con hy vọng sẽ có một chuyển giao đầy sinh khí trong giáo hội và hoàn vũ." "Cha ơi, thư của con khá dài rồi đó. Nhưng
Bây giờ cha có nhiều thời giờ để đọc. Con không lo bị bỏ xó. Tâm trạng của con bây giờ cũng gần giống với tâm trạng và hoàn cảnh của cha. Cho nên con xin mượn lời Đức Cha Bùi Tuần viết đôi lời từ biệt cha, cũng chính là nỗi lòng hiện thời con muốn tâm sự với cha, để xin cha cầu nguyện cho con. Cha ra đi khi đã thoái vị giáo hoàng, nhưng cha không thể từ nhiệm ơn gọi bước theo Chúa Kitô. Tối thứ năm đó, Đức Kitô đã một mình ra đi, người một mình vào vườn cây dầu. Ở đó người sợ hãi xao xuyến. Người đã xin Đức Chúa Cha, nếu có thể thì cho người khỏi uống chén đắng đang kể. Nhưng sau cùng, người đã xin vâng ý Chúa Cha. Người không từ chối trách nhiệm đớn đau mà Chúa Cha muốn người phải thi hành. Người đi vào cuộc tử nạn một mình, người vác thánh giá một mình, người chịu đóng đanh trên thánh giá một mình giữa hai phạm nhân tử tội. Người một mình chịu thương khó để dâng mình đền tội cho nhân loại. Cha đi, nếu cha cũng sẽ được ơn gọi bước theo Đức Kitô như thế, thì thiết tưởng đó là một vinh quang mà năm đức tin cần tuyên xưng. Bởi vì theo đức tin, ơn cứu độ sẽ đến từ thánh giá Đức Kitô. Từ nay, trong cảnh tĩnh mạc của cuộc đời hưu, cha sẽ có hoàn cảnh thuận lợi để cầu nguyện nhiều hơn. Trong đời cầu nguyện thẳm sâu ấy, xin cha thương nhớ đến chúng con, nhất là những đứa con đang hấp hối, quằn quại, rên xiết trong gian nan thử thách muôn vàn. Cha còn có chỗ để ra đi, còn chúng con bao người đau khổ, chẳng có chỗ nào để mà ra đi. Amen. Đâu cho thấy lối quan âu lo suốt cả đêm trường, tìm đâu cho thấy lối quan những ngày con tim bận vương. Về bên Chúa là suối tình thương, về bên Chúa là chỗ tựa nương, đời chính Chúa phúc ân thiên đường. Lòng thương xót Chúa có bao la ôi thật hay là, lòng thương xót Chúa có mênh mông như trời giáng đông. Giờ kia nắng rơi ấm tim con, lòng thương xót Chúa luôn vẹn tròn, đẹp tươi mãi.